Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Để biết được một cái trái phiếu doanh nghiệp nó hình thù như thế nào thì rất là đơn giản. Anh chị có thể vào Google đúng không ạ? Gõ từ trái phiếu doanh nghiệp này. Đấy, và anh chị xem phần hình ảnh ấy. Nó sẽ hiện ra rất nhiều đúng không ạ? Các cái hình ảnh về trái phiếu doanh nghiệp đây ạ. Đây là một cái trái phiếu doanh nghiệp mà theo truyền thống đấy, tức là trước đây thì phát hành như thế này. Đấy, thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu này, rồi mệnh giá trái phiếu này, rồi lãi suất này, rồi kỳ hạn này, đó, ngày phát hành và ngày đến hạn gốc, nó rất là đơn giản như vậy thôi. Đó là một cái tờ trái phiếu mà nguyên thủy, hoạt động nguyên thủy mà trước đây thì các tổ chức hay phát hành. Thế thì bây giờ các cái trái phiếu sẽ được thể hiện như thế nào? Thì có lẽ thì tôi sẽ review cho các anh chị xem chi tiết trên cái ứng dụng TC Invest. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa tiền của tôi, sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Đây là một trong những cái ứng dụng đầu tư trái phiếu hàng đầu tại Việt Nam của công ty chứng khoán Techcom Security. Đây ạ, anh chị có thể thấy TCBS đấy ạ. Và Techcom Security hiện tại đang là một trong những công ty chứng khoán chiếm 81% thị phần môi giới trái phiếu trên thị trường. Tức là rất là nhiều đúng không ạ? Và chuyên về môi giới trái phiếu. Chính vì vậy mà toàn bộ những cái thông tin trái phiếu, tính toán dòng tiền cũng như là các cái công cụ hỗ trợ cho giao dịch trái phiếu đang hiện tại là hiện đại nhất và thuận tiện nhất hiện nay ở trên thị trường. Để xem được một cái thông tin trái phiếu ở trên ứng dụng của TC Invest thì anh chị sẽ phải mở một cái tài khoản giống như tôi đấy. Đây gọi là cái tài khoản đầu tư chứng khoán tại Techcom Security. Thì có một cái ưu điểm là cái tài khoản đầu tư chứng khoán này nó tích hợp là đầu tư cổ phiếu, đầu tư trái phiếu và đầu tư quỹ. Thế thì khi có cái tài khoản này rồi thì chúng ta sẽ vào cái mục đặt lệnh trái phiếu để chúng ta xem các thông tin trái phiếu anh chị nhé. Anh chị có thể thấy đây là một cái màn hình giao dịch trái phiếu này. Có rất nhiều các cái trái phiếu đang chào bán đúng không? Đây là trái phiếu mà do Techcom Security họ chào bán tới các anh chị. MSN đó là mã của công ty cổ phần tập đoàn Mansan. VF1 là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast. Đó. Thì các cái mã trái phiếu này thì hàng ngày sẽ được chào bán ở trên cái bảng này. Và nó có thể thay đổi hàng ngày. Anh chị có thể là xem chi tiết thì anh chị sẽ ấn vào mua. Tôi ví dụ tôi kích vào VinFast nhé. Đây là cái trái phiếu VinFast. Để anh chị xem được các cái thông tin trái phiếu này thì anh chị vào mục xem thêm này. Đây là toàn bộ những cái thông tin cơ bản của trái phiếu như mệnh giá, ngày phát hành, ngày đáo hạn, đấy, tài sản đảm bảo, loại trái phiếu, thanh toán gốc lãi, trái tức, đúng không ạ? Như lúc nãy anh chị có thể thấy là trên một cái tờ thông báo về trái phiếu thì nó sẽ cơ bản bao gồm các cái thông tin mà là tổ chức phát hành đúng không ạ? Đây ạ, mệnh giá đây ạ, ngày phát hành, ngày đáo hạn đúng không ạ? Lãi suất đây ạ, đó. Thế thì nó rất là đơn giản như vậy thôi. Chi tiết thì chúng ta sẽ xem về cái bản cáo bạch của cái trái phiếu này. Thì khi mà xem trong cái bản cáo bạch ấy, thì nó sẽ cụ thể hơn các anh chị ạ. Đó, đây là phần công bố thông tin này. Các cái quy định pháp luật này, giá trị của cái đợt phát hành là 95.000 tỷ, ví dụ thế. Đó, loại trái phiếu kỳ hạn là 36 tháng, mệnh giá 100.000 đồng. Đó. Và lãi suất trái phiếu đây. Đúng không ạ? Đó, các cái tổ chức để bảo lãnh phát hành, tổ chức lưu ký, đấy, rồi đại diện người sở hữu. Rất là đầy đủ đúng không ạ? Dưới này là các bản đánh giá về trái phiếu.
Như vậy là thông tin của một cái trái phiếu nó rất là đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên thì những cái thông tin này sẽ được thể hiện ở đâu? Khi mà chúng ta mua đúng không ạ? Bình thường thì chúng ta mua một cái trái phiếu thì chúng ta cầm một cái tờ giấy nó có chứng nhận cho mình đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện mua trái phiếu xem cái thông tin nó như thế nào. Thông tin này sẽ được thể hiện ở trên cái hợp đồng mua bán trái phiếu các bạn ạ. Đó. Tôi ví dụ như này nhé. Anh chị sẽ đặt mua này. Anh chị xác nhận này. Đó. Chúng ta sẽ vào cái màn hình giao dịch ký hợp đồng. Có một cái ưu điểm mà rất là hay đó là Techcom Security họ sẽ ký hợp đồng mua bán trái phiếu online. Thì Techcom Security họ là nhà đầu tư cấp 1 của các cái tổ chức phát hành trái phiếu. Sau đó thì họ bán trái phiếu lại cho các nhà đầu tư cấp 2, chính là chúng ta đấy ạ. Thế thì các bạn sẽ xem đây này, phần thông tin trái phiếu này. Đó. Đấy, thông tin trái phiếu này. Trái phiếu này, tổ chức phát hành, ngày phát hành, ngày đáo hạn, mệnh giá, trái thức, thanh toán gốc lãi, loại trái phiếu, tài sản đảm bảo, mua trước hạn. Đó, các điều khoản và điều kiện. Đây, dưới này là cái chuyển nhượng trái phiếu này. Thì cái bên chuyển nhượng là công ty chứng khoán Kỹ Thương Việt Nam. Đó, và bên nhận chuyển nhượng là mình là Trịnh Công Hòa đây. Ví dụ như thế. Thế thì thông tin trái phiếu nó rất là rõ ràng và bên công ty chứng khoán Kỹ Thương là họ là người mua cái trái phiếu này rồi họ bán lại cho chúng ta. Đó thì chúng ta sở hữu cái trái phiếu này thông qua cái hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu này. Nó rất là đơn giản, giờ nó không cần là một cái tờ giấy trái phiếu kia nữa. Tại sao cái hợp đồng này nó có giá trị xác nhận cái sở hữu này? Bởi vì là Techcom Security họ là đơn vị mà lưu ký cái trái phiếu, quản lý cái trái phiếu này, nhận ủy quyền của tổ chức phát hành để mà thực hiện quản trị cái quản lý cái trái phiếu này. Đây anh chị và các bạn có thể thấy này. Tổ chức bảo lãnh là công ty chứng khoán Techcom Security nhé. Đại lý lưu ký là công ty chứng khoán Techcom Security nhé. Người đại diện sở hữu trái phiếu đó là công ty chứng khoán Kỹ Thương này. Thì họ là người đại diện người sở hữu này. Đấy, tức là họ là chính là nhà đầu tư trái phiếu. Sau đó thì họ là người quản lý luôn cái trái phiếu cho tổ chức phát hành, tức là họ thay mặt tổ chức phát hành quản lý cái các cái nhà đầu tư sở hữu trái phiếu. Thì khi họ bán trái phiếu cho chúng ta thì họ cũng đồng thời họ 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 ghi nhận cái quyền sở hữu trái phiếu cho chúng ta luôn. Ấy thì sau đây thì chúng ta sẽ chỉ việc đầu tôi đã đọc hiểu này và ký hợp đồng là xong, rất là đơn giản đúng không ạ? Không có gì là phức tạp cả. Đó, thì cái việc mua bán này là hoàn toàn online anh chị và các bạn nhé, mình không cần phải đến quầy giao dịch công ty chứng khoán. Và nếu anh chị và các bạn muốn ghi nhận có bảng đóng dấu những cái thông tin trái phiếu này thì anh chị và các bạn sẽ vào cái phần xác nhận tài khoản. Thì công ty chứng khoán Techcom Security họ sẽ gửi cho chúng ta một cái bảng xác nhận tài khoản như tôi đã làm ở những cái bảng này thì anh chị có thể tham khảo nhé. Như vậy là tôi đã vừa trình bày với anh chị các cái thông tin về trái phiếu. Nó rất là đơn giản như vậy thôi. Và tôi chúc các anh chị và các bạn đã hoàn thành cái xem cái thông tin về trái phiếu và chúc các anh chị đầu tư thành công và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc các anh chị sẽ có nhiều những cái trải nghiệm thú vị tại Techcom Security.